Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Đàn em vừa bị khởi tố cùng Đường Nhuệ này lại bị đề nghị xử lý ở vụ khác là ai? Liên quan đến vụ đấu giá đất từ không trúng thành trúng ở tỉnh Thái Bình, vợ Đường Nhuệ Nguyễn Xuân Đường, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình được xác định là đồng phạm. Vụ án này cũng thấy sự xuất hiện của một số đàn em của vợ chồng Đường Nhuệ. Cụ thể, theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, có 5 bị can đề nghị truy tố cùng tội danh. Trong số 5 bị can này có Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980, vợ Đường Nhuệ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương. Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, vợ Đường Nhuệ nhận giúp đấu giá một lô đất ở Thái Bình cho một người phụ nữ ở Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình trong buổi đấu giá. Mặc dù trả giá cao nhất nhưng do phiếu đấu giá không hợp lệ, Dương không đấu giá được mảnh đất được nhờ mua. Sau đó Dương đã nhờ một số người có chức vụ thẩm quyền để thay đổi kết quả trúng đấu giá. Cuối cùng Dương đã đạt được mục đích, tuy nhiên cách Dương làm là đe dọa ép người trúng hôm đó phải từ bỏ để nhường cho Dương. Nạn nhân trúng đấu giá này bị vợ chồng Đường Nhuệ đe dọa là anh Vũ Thành Đạt, thành phố Thái Bình. Ngoài các bị can bị khởi tố, vụ án cũng có sự xuất hiện của nhiều đàn em của Đường Nhuệ, trong đó có hai người đã bị khởi tố ở một vụ án khác liên quan trực tiếp đến Đường này lại tiếp tục bị Công an Thái Bình đề nghị xử lý. Hai người này là Phạm Xuân Hòa, sinh năm 1976, thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, và Đào Văn Bằng, sinh năm 1986, Tiền Phong, thành phố Thái Bình. Kết luận điều tra thể hiện ngày 20 tháng 12 năm 2019 tại quán nước vỉa hè khu vực cổng Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình, khi anh Đạt không đồng ý nhượng lại lô đất đã trúng theo yêu cầu của vợ Đường Nhuệ, bị can Dương đã hất cốc nước chè vào người anh Đạt. Lúc này Hòa, Bằng, Nguyễn Đức Huy, sinh năm 1988, trú tại Đồng Thọ, thành phố Thái Bình, đã lao vào dùng tay chân đánh anh Đạt. Hành vi của Hòa, Bằng, Huy đánh nạn nhân Đạt nhằm tạo áp lực cho anh Đạt, nhằm để anh Đạt đồng ý yêu cầu của bị can Dương. Cơ quan điều tra nhận định bản thân Hòa, Bằng, Huy không có mối quan hệ gì với những người có chức vụ quyền hạn tổ chức của đấu giá lô đất. Cùng với đó bị đánh nhưng anh Đạt không bị thương tích gì, không đề nghị gì. Cơ quan điều tra truyền tải tài liệu và văn bản đề nghị Công an thành phố Thái Bình xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với Phạm Xuân Hòa, Đào Văn Bằng, Nguyễn Đức Huy về hành vi xâm hại sức khỏe người khác theo đúng quy định. Trước đó, Hòa và Bằng đã bị khởi tố cùng với vợ chồng Đường Nhuệ về tội cố ý gây thương tích. Công an tỉnh Thái Bình cũng vừa kết luận điều tra vụ án này vào cuối tháng 6 vừa qua. Trong vụ án đó, Hòa, Bằng đã cùng vợ chồng Đường Nhuệ và một số bị can đánh một nhân viên xe khách ngay tại cửa của nhà Đường Nhuệ, hậu quả khiến nạn nhân bị thương tích tới 14%. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.